Sáng ngày 10 tháng 6, đồng chí Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị triển khai phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, giải tỏa tài sản trên đất đối với hộ ông Đinh Văn Chiếm và hộ bà Lương Tị Loan, chồng là ông Nguyễn Văn Kiên. Có đất nhà nước thu hồi để thực hiện dự án khu đô thị mới thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang. Theo đó sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi 289,8 mét vuông đất, bao gồm đất ở và đất trồng cây hàng năm, sử dụng ổn định trước ngày 1 tháng 7 năm 2004, không giấy tờ. Đồng thời tiến hành giải tỏa toàn bộ công trình xây dựng trên đất của hai hộ gia đình trên. Mặc dù trước đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đối thoại trực tiếp với hai hộ gia đình này nhưng họ không đồng thuận. Sau khi nghe nội dung phương án, các đại biểu đã tham gia ý kiến xoay quanh các nội dung về trình tự thủ tục cưỡng chế di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế, phương án bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia cưỡng chế. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, yêu cầu buổi cưỡng chế phải được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Dự kiến thời gian cưỡng chế vào ngày 20 tháng 6, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức chính trị thành phố, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ xã đến thôn, các phòng thanh tra tư pháp Thành án thành phố phối hợp hoàn chỉnh toàn bộ quy trình thủ tục, biên bản, hồ sơ pháp lý phục vụ buồng cưỡng chế. Công an thành phố kiểm tra hành chính, làm rõ thân nhân đối với trường hợp người đang ở trên đất hộ bà Lương Thị Loan, chồng là ông Nguyễn Văn Kiên, thông báo rõ về việc họ phải di chuyển ra khỏi diện tích đất đã có quyết định cưỡng chế, đồng thời có phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia cưỡng chế ban chế quân sự thành phố phối hợp làm tốt công tác giả phá bom mìn vật liệu nổ nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ máy móc thiết bị cho buổi cưỡng chế các cơ quan đơn vị khác căn cứ nhiệm vụ phân công để thực hiện